Tiếp tục chương trình, biên tập viên Hương Liên sẽ mang đến những thông tin cập nhật về đợt nắng nóng ở miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Xin mời chị. Vâng, xin chào anh chị, chào quý vị khán giả. Sang hôm nay, cái nắng ở thủ đô Hà Nội có phần bớt chói chang hơn so với hôm qua. Quan sát hình ảnh thực tế hai sáng nay thì quý vị có thể thấy được điều này. Tuy nhiên, cảm giác lại oi nóng hơn hẳn hôm qua. Cùng thời điểm là 10 giờ, cùng mức nhiệt 32 độ, thế nhưng độ ẩm trong không khí thì lại cao hơn 7%, ở khoảng 77%. Chính độ ẩm cao khiến cơ thể khó thoát mồ hôi để tự làm mát, vì thế mà chúng ta cảm thấy bức bối. Dự báo trong chiều nay, trời sẽ tiếp tục oi nóng với nhiệt độ cao nhất lên tới 35-36 độ và độ ẩm thì trên 59%. Thậm chí đến tối và đêm khi nhiệt độ ngoài trời giảm xuống chỉ còn 32 độ, thế nhưng mà trong nhà thì vẫn khá là oi bức. Để tránh bị say nắng say nóng trong thời tiết này, hãy tránh tối đa thời gian ở ngoài trời, nhất là từ 12 đến 17 giờ. Hãy tìm bóng mát để nghỉ ngơi, uống nước thường xuyên và mặc quần áo sáng màu để bớt nóng hơn. Quý vị tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cần đề phòng say nắng say nóng bởi dự báo chiều nay ở đây nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ. Sau 16 giờ khi mưa rào xuất hiện thoáng qua thì thời tiết mới dịu dần. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Bây giờ xin mời quý vị tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.